Ngọc Lan, Kim Ngân và bi kịch của hai đệ nhất mỹ nữ, người bị mù, người hóa điên vì tình. Hải ngoại những năm thập niên 80-90 là một thị trường âm nhạc vô cùng sôi động, là cái nôi đào tạo gây dựng nên danh tiếng cho nhiều ca sĩ, danh ca. Trong số đó có hai ca sĩ từng nổi tiếng bậc nhất được xếp vào hàng mỹ nữ, nhưng số phận lại bi kịch khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Đó chính là cuộc đời của hai mỹ nhân Ngọc Lan và Kim Ngân. Đóa hoa bạc mệnh Ngọc Lan. Ngọc Lan tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang và định cư tại Mỹ từ năm 1980. Sau khi trải qua nhiều công việc tay chân với đồng lương ít ỏi, Ngọc Lan bắt đầu đi hát và được nhạc sĩ Duy Quang giới thiệu tới hát tại một số phòng trà, quán cà phê nhạc. Từ đây, Ngọc Lan dần nổi tiếng và vụt sáng như một hiện tượng độc đáo. Cô liên tục được các trung tâm băng đĩa mời thu âm, hợp tác và xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn. Ngọc Lan ấn tượng với khán giả bởi giọng hát đẹp, trong sáng, ngọt ngào, mang mắt buồn và nhẹ tựa mây khói. Cô cũng sở hữu một nhan sắc đầm thắm, xinh đẹp, thuộc hàng đầu trong giới nữ nghệ sĩ hải ngoại lúc bấy giờ. Không những vậy, Ngọc Lan còn theo đuổi một phong cách đầy nữ tính, nhẹ nhàng, khiến khán giả phải say đắm mỗi khi cô xuất hiện. Nhờ hoạt động chăm chỉ, Ngọc Lan đã phát hành hàng trăm bản thu âm. Cô cũng là một trong những ca sĩ thu âm nhiều nhất và tiên phong trong việc làm MV tại hải ngoại. Và quả thật, Ngọc Lan khi đó đã trở thành một hiện tượng có 102 ở những phòng nhạc hải ngoại. Nhiều bài báo ca ngợi cô với những đêm nhạc chật cứng ghế, không đủ vé để bán. Gương mặt Ngọc Lan lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp của nỗi buồn man mác. Cô lôi cuốn khán giả bằng giọng hát nhẹ nhàng, say đắm. Cuộc đời mỹ nhân có lẽ cũng vì thế mà trở thành ca khúc buồn. Giữa lúc thăng hoa nhất và đứng trên đỉnh cao danh vọng, Ngọc Lan bất ngờ đổ bệnh. Cô mắc bệnh đa xơ cứng, một loại bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, khiến người bệnh bị hủy hoại tế bào thần kinh trong não và hỏng tủy sống. Từ một mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất, gây phũ bảo trên khắp các sân khấu, Ngọc Lan buộc phải tạm dừng ca hát để điều trị bệnh. Sức khỏe của cô ngày một yếu đi và thị lực giảm sút, đầu óc không còn tỉnh táo. Trong những lần xuất hiện cuối cùng trên sân khấu, Ngọc Lan không còn nhìn thấy đường, phải nhờ một người dìu lên biểu diễn. Cô bị một số khán giả hiểu lầm và buông lời dèm pha, cố nghệ sĩ Chí Tài xót xa. Tôi thấy buồn cho Ngọc Lan lắm, nghệ sĩ lúc nổi tiếng thì bao người ngưỡng mộ, say mê, thần tượng, nhưng đến khi bị một vấn đề gì đó thì bao chuyện xảy ra. Thời điểm đó, nhiều khán giả phát ngôn rất bừa bãi, đứng dưới uống rượu xong nói những câu rất khó chịu, trêu chọc. Tôi đứng đàn cho Ngọc Lan mà nghe xót lắm. Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính tôi là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào. Tôi nói ra không phải để kể công gì, nhưng tôi thực lòng quý mến một người nghệ sĩ tài năng như vậy. Tôi chỉ làm với ý nghĩ đó, chứ không cố show off cho người ta thấy rằng mình ga lăng hay như thế nào. Tôi cứ dìu Ngọc Lan như thế ở rất nhiều show, đến giờ nhắc lại tôi vẫn còn rưng rưng nước mắt. Ca sĩ Gigi Phương Trinh thì tiết lộ, tôi vừa vào hậu trường thì nhìn thấy chị Ngọc Lan đã ngồi đó rồi, tôi hết hồn thốt lên, chị ơi, sao chị lại trang điểm lấm lem tùm lum vậy? Tôi liền ngồi lại chùi mặt cho chị ấy rồi đánh son, kẻ mắt, make up lại để chị ấy lên sân khấu. Đêm đó chị Ngọc Lan lên hát, mọi người phải rớt nước mắt vì thương chị ấy. Người ta phải đưa chị ấy lên sân khấu, đứng một chỗ hát, hát xong lại có người dìu chị ấy xuống. Dù không biết chị Ngọc Lan bị bệnh, nhưng khi chị ấy cất tiếng hát, mọi người đều nhận ra rằng chị ấy không còn như xưa. Chị ấy vẫn còn thuộc lời bài hát, nhưng không còn kiểm soát được giọng hát của mình nữa. Chị ấy hát lạc tông, giọng hát không còn ngân nga, truyền cảm nữa, rất tội nghiệp. Nghệ sĩ chúng tôi ngồi dưới nghe mà khóc vì thương chị ấy. Cuộc đời nghệ sĩ quá thảm thương, đang từ đỉnh cao chót vót lại bị như thế. Từ bầu show tới anh chị em nghệ sĩ đều rất thương chị Ngọc Lan. Sau một thời gian đau đớn chống chọi bệnh tật, Ngọc Lan đã qua đời ở tuổi 44, khi tên tuổi còn đang ở đỉnh cao, khiến ai cũng khóc thương tiếc nuối. Kim Ngân hóa điên vì tình. Kim Ngân sinh năm 1963, từng được biết đến là một ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại trong giai đoạn đầu thập niên 80. Kim Ngân sang Mỹ năm 1975 cùng với gia đình. Tại đây, cô gặp nhạc sĩ Trường Hải và được ông nhận làm con nuôi. Ngay lập tức, cô được cha nuôi lăng xê và trở nên nổi tiếng nhanh chóng. Kim Ngân sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và đầy quyến rũ, xứng đáng thuộc hàng mỹ nhân. Ca sĩ Kiều Nga từng nói về nhan sắc của Kim Ngân, đến đàn bà con gái cũng phải mê mệt. Không những vậy, Kim Ngân còn có lối trình diễn sôi động, lôi cuốn và bốc lửa, như một làn gió mới khuấy động làng nhạc hải ngoại khi ấy đang bị thống trị bởi những bản nhạc trữ tình buồn. Nhờ đó, Kim Ngân nhanh chóng nổi tiếng và sở hữu mức cachet cao ngất ngưỡng. Nhạc sĩ Trung Nghĩa nói rằng, hơn 30 năm trước, các phòng trà ở hải ngoại chỉ cần dán hình Kim Ngân để quảng cáo ngoài cửa là bán hết bàn, không cần biết là cô có diễn hôm đó hay không. Chính thành công và sự nổi tiếng đã khiến Kim Ngân sa ngã, lao vào cuộc sống buồn thả, thường xuyên trễ giờ, không minh bạch về tiền bạc. Điều này khiến cô dần bị xa lánh, loại khỏi giới nghệ sĩ và âm nhạc tại hải ngoại. Đời sống gia đình của Kim Ngân cũng gặp nhiều trục trặc, khiến cô phải chia tay chồng năm 30 tuổi, ngay đúng thời điểm sự nghiệp tụt dốc. Thời gian đầu, cô một mình nuôi hai con gái, nhưng rồi cả hai đều bỏ về ở với bố. Liên tiếp những đổ vỡ, đau khổ ập đến khiến Kim Ngân nghiện ngập trong suốt một thời gian dài. Cô bắt đầu bỏ nhà đi lang thang. Trong lúc này, Kim Ngân bị cưỡng hiếp và mang bầu một người con trai. Tuy nhiên, cô bị người ta đem con đi ngay khi sinh ra vì họ cho rằng cô không đủ khả năng nuôi con.
Từ đó Kim Ngân hóa điên, lúc tỉnh, lúc mê, lúc dữ dằn. Ban ngày, Kim Ngân lang thang khắp các con phố của người Việt tại Mỹ. Ai động vào là chửi bới, gây gỗ. Tối đến, cô về ngủ và vật ở một công viên. Trong cảnh màn trời chiếu đất, chỉ có một mảnh chăn mỏng để đắp, không mái che. Gia đình Kim Ngân từng nhiều lần tới tìm cô đem về nhà, nhưng ở được vài hôm cô lại bỏ đi lang thang, không ai tìm thấy. Chứng kiến hoàn cảnh Kim Ngân hiện tại, ai cũng phải xót xa cho số phận đầy bi kịch của một đệ nhất mỹ nữ năm xưa.